Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin Tàu Nói Về Việt Nam. Thưa quý vị, gần đây nguồn tin phương Tây dò dỉ tin đồn rằng Việt Nam đang đàm phán sơ bộ để mua 12 chiếc máy bay Rafale của Pháp hoặc JS-39 Gripen của Thụy Điển. Sau khi xuất hiện tin đồn này, mạng Sina quân sự của Trung Quốc đã đăng lên một bài phân tích về lý do vì sao Việt Nam quan tâm đến hai loại máy bay nói trên, cũng như những mặt lợi hại sẽ xuất hiện nếu Việt Nam có được loại máy bay đó. Dưới đây là nội dung bài viết của Sina, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hãng tin Reuters hôm 22 tháng 4 đưa tin, Việt Nam đang làm việc với tập đoàn Dassault của Pháp và tập đoàn Saab của Thụy Điển để đàm phán về việc mua 12 máy bay Rafale hoặc Gripen. Nếu đàm phán thành công, đây sẽ là lần đầu tiên không quân Việt Nam trang bị máy bay chiến đấu của phương Tây. Tin tức này xuất hiện trong bối cảnh tình hình Biển Đông đang nóng lên mỗi ngày khiến người ta phải chú ý. Mọi người đều biết, hai loại máy bay đã nói ở trên nổi tiếng về khả năng đối không và đối đất. Nó sẽ là mối uy hiếp mạnh mẽ cho các đảo nhân tạo và dạn san hô mà Trung Quốc đang chiếm đóng ở Biển Đông. Cho nên điều này khiến chúng ta phải quan tâm và chú ý. Trong số các nước ở quanh Biển Đông, Việt Nam là nước có nhiều đảo và dạn san hô nhất. Để bảo vệ và giữ vững các đảo này, Việt Nam liên tục tăng cường năng lực tác chiến trên không và trên biển. Điều này đòi hỏi các máy bay phải có năng lực tác chiến đa dạng, thực hiện được nhiều nhiệm vụ. Không chỉ tiến hành không chiến mà còn phải tấn công được tàu mặt nước và oanh tạc tấn công mặt đất. Do vậy, lựa chọn các máy bay chiến đấu đa năng là ưu tiên quan trọng của Việt Nam. Có thể ví dụ ra đây là không quân Việt Nam chỉ mua có 12 chiếc Su-27SK và Su-27UBK, nhưng lại mua tới 24 chiếc Su-30MK2V. Trên không, biên đội Su-30MK2 của ta tiến công tiêu diệt các đơn vị quả lực của địch. Nguyên do là các máy bay Su-30MK2V không những có năng lực không chiến tốt, mà còn có năng lực tác chiến đối hải và đối đất mạnh mẽ, thậm chí có cả khả năng chế áp phòng không. Nó rất thích hợp cho các nhiệm vụ tác chiến ở Biển Đông. Su-30 có 12 giá chiêu vũ khí và có thể mang được 8 tấn vũ khí khi thực hiện nhiệm vụ. Với việc mang theo tên lửa đối hạng, tầm hoạt động lớn cả khi có hoặc không có thùng dự phụ, máy bay này có thể hiện diện với thời gian lớn trên không. Tầm hoạt động bao quát hoàn toàn Biển Đông được coi là một lợi thế của Su-30 để bảo vệ các vùng biển đảo của nước ta. Cũng có thông tin nói rằng Việt Nam đang tiếp tục mua 12 chiếc Su-30MK2V nữa để nâng tổng số lượng máy bay này lên 36 chiếc. Còn các máy bay Su-27SK chỉ có khả năng không chiến, không thích hợp cho các nhiệm vụ chiến đấu trên biển, cho nên không quân Việt Nam chỉ trang bị 12 chiếc là dừng lại, không mua tiếp. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng, không quân Việt Nam cũng phát hiện các máy bay Su-30MK2V tồn tại các nhược điểm. Đó là nó thiếu khả năng tấn công chính xác trong mọi điều kiện thời tiết ngày và đêm. Mặc dù Su-30MK2V mang được bom dẫn đường chính xác KAB-500KR, nhưng bom này sử dụng hệ thống điều khiển bằng hình ảnh và tia laser, chỉ có thể sử dụng trong điều kiện khí tượng trời trong, nếu ngày nào thời tiết xấu thì không sử dụng được. Bởi thế nên nó hạn chế khả năng tác chiến của Su-30MK2V. Từ các tư liệu liên quan cho thấy rằng các hệ thống quát quang điện dùng cho máy bay của Nga vẫn chưa đạt đến hoàn mỹ. Mà hệ thống này lại là một yếu tố quan trọng quyết định để tạo nên năng lực tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết cả ngày và đêm của một chiếc máy bay chiến đấu. Các máy bay Su-34 của Nga khi chiến đấu ở Syria vẫn chỉ trang bị hệ thống quát quang điện chỉ thị mục tiêu kiểu cũ là không ảnh và chiếu xạ laser. Đồng thời, nó cũng không có khả năng tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết ngày và đêm. Thêm nữa, các máy bay chiến đấu xuất khẩu của Nga đều phải sử dụng hệ thống quang điện của phương Tây. Chẳng hạn máy bay Su-30MKI Nga bán cho Ấn Độ là trang bị port quang điện Lightning do Israel chế tạo, còn máy bay Su-30MKM bán cho Malaysia lại sử dụng port quang điện Democlis của Pháp. Về khía cạnh tấn công ngoài khu vực phòng không của đối thủ, các máy bay Su-30MK2V có thể phóng tên lửa tấn công mặt đất tầm trung KH-59ME, nhưng tên lửa này sử dụng hệ thống dẫn đường bằng hình ảnh, chỉ có thể sử dụng trong điều kiện thời tiết trong sáng của ban ngày. Nếu trong điều kiện ban đêm hoặc ban ngày nhưng có thời tiết xấu thì không sử dụng được. Ngoài ra tầm bắn của tên lửa này cũng chỉ khoảng 150 km. Tuy có thể ở ngoài phạm vi của các hệ thống phòng không thế hệ 3 đời đầu, nhưng đối với các hệ thống phòng không thế hệ 3 mới nhất, với tầm bắn vượt quá 200 km thì các máy bay Su-30MK2V khi muốn bắn tên lửa sẽ phải nằm trong phạm vi bắn hiệu quả của tên lửa phòng không. Do đó hiệu quả chiến đấu của nó cũng sẽ bị giảm đi. Nếu như Việt Nam có thể mua được máy bay chiến đấu Rafale hoặc JS-39 Gripen, thì cả hai loại máy bay chiến đấu này đều được trang bị radar kiểm soát hỏa lực, tên lửa không đối không với khả năng không chiến mạnh mẽ.
Ngoài ra, hai loại máy bay này đều có năng lực đối đất rất mạnh, như Rafale có tên lửa Apache. So với tên lửa KH-59ME, tầm bắn của Apache xa hơn, khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không đối phương cũng cao hơn. Cả hai chiếc máy bay này đều trang bị các pod quang điện tương đối tiên tiến, giúp nó có thể tìm kiếm, theo dõi và bám sát mục tiêu trên mặt đất, mặt biển, trong mọi điều kiện thời tiết cả ngày lẫn đêm, và dẫn đường tấn công chính xác bằng bom hoặc tên lửa. Qua đó có thể thấy, nếu mua được máy bay chiến đấu Rafale hoặc Gripen, không quân Việt Nam sẽ có thêm các phương thức để tác chiến trên biển, đồng thời năng lực công kích cũng tăng lên rõ rệt. Tuy nhiên, việc không quân Việt Nam mua máy bay Rafale hay Gripen cũng còn nhiều yếu tố chưa chắc chắn. Thứ nhất là giá cả của hai loại máy bay này khá đắt đỏ, không quân Việt Nam khó có thể mua được số lượng lớn. Thứ hai là không quân Việt Nam vốn có truyền thống sử dụng vũ khí trang bị của Liên Xô và Nga, cho nên phương diện thể chế huấn luyện và hậu cần bảo dưỡng so với phương Tây có nhiều khác biệt. Vì vậy, để hai loại máy bay phương Tây có thể tích hợp một cách thuận lợi vào hoạt động của không quân Việt Nam hiện nay cũng là một thách thức không nhỏ. Ngoài ra còn một vấn đề không kém phần quan trọng nữa là không quân Việt Nam thiếu máy bay cảnh báo sớm, chỉ dựa vào các radar đặt trên đảo để cung cấp thông tin tình báo trên không và chỉ huy dẫn đường. Điều này sẽ hạn chế hiệu năng tác chiến của máy bay. Từ góc độ này có thể nói, tất yếu là bước tiếp theo, không quân Việt Nam sẽ phải quan tâm tới việc mua máy bay cảnh báo sớm. Thưa quý vị, sau một loạt phân tích về điểm yếu của máy bay Su-30 MK2V và các hạn chế nếu Việt Nam có mua được máy bay Gripen hay Rafale, bài viết trên mạng Sina đã đưa ra chiếc máy bay J-20 của Trung Quốc để so sánh và đi đến nhận định. Chiếc J-20 đã có trong trang bị của quân đội Trung Quốc, so với máy bay Rafale gần như là có ưu thế tuyệt đối. Các máy bay cảnh báo sớm trên không kiểu mới, các máy bay tiếp dầu trên không cỡ lớn cũng đã có trong trang bị của Trung Quốc. Ngoài ra, Hải quân Trung Quốc đã có hàng không mẫu hạm và tiêm kích chiêm hạm kiểu mới cùng với tàu khu trục tên lửa phòng không, có thể tạo nên năng lực khống chế không biển mạnh mẽ ở Biển Đông. Bởi vậy, Việt Nam chỉ dựa vào vài chiếc máy bay Rafale hoặc Su-30 MK2V thì khó tránh khỏi bất lợi. Thưa quý vị và các bạn, trên đây là toàn bộ các quan điểm phân tích của mạng Sina về máy bay Su-30 MK2V và máy bay Gripen Rafale cùng các ưu điểm và hạn chế của nó. Các quan điểm này chỉ mang giá trị tham khảo vì cấu hình vũ khí của các máy bay khi xuất khẩu cho các nước khác nhau lại có sự thay đổi đôi chút tùy theo yêu cầu của người đặt hàng. Mặt khác, theo nhiều bài báo cũng như phóng sự truyền hình về các máy bay Su-30 MK2V của Việt Nam đã được xuất bản ở trong nước, các phi công và sĩ quan không quân Việt Nam đều nói rằng các máy bay Su-30 MK2V của Việt Nam có khả năng tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết cả ngày lẫn đêm. Là máy bay chiến đấu đa chức năng, Su-30 MK2 có khả năng thực hiện các nhiệm vụ đa dạng khác nhau trong bất kỳ điều kiện thời tiết, môi trường khắc nghiệt, bất kể ngày hay đêm và có tầm hoạt động lớn. Việt Nam mình chọn Su-30 MK2 nó bởi vì nó có hệ thống cải tiến kỹ thuật cho phép máy bay Su-30 có thể bắt và quản lý cùng một lúc 10 mục tiêu trên không và cho phép máy bay có thể hoạt động 5.000 km và bay 10 giờ liên tục. Với việc cải tiến, Su-30 MK2 trang bị tên lửa K-31A là tên lửa đối hạm dùng để tấn công tiêu diệt các mục tiêu mặt đất, mặt nước, mục tiêu cố định và mục tiêu di động, thì cho phép Su-30 MK2 có thể là bay bằng ném bom, tấn công tiêu diệt các mục tiêu mặt đất, mặt nước và đánh các cái tàu địch ngoài biển. Vũ khí là quan trọng, con người là yếu tố quyết định. Bởi vậy, tại Trung đoàn 923, việc đào tạo làm quen, chuyển loại máy bay cho cán bộ chiến sĩ được quan tâm. Tại đây, các sĩ quan, đội ngũ bộ đội kỹ thuật, phi công, dù có tuổi đời còn rất trẻ, nhưng đã sớm tích lũy được các kỹ năng, bản lĩnh làm chủ vũ khí hiện đại. Còn về chiếc J-20 của Trung Quốc, thì cho đến nay nó vẫn còn đang trong quá trình bay thử nghiệm và các thông số kỹ thuật chưa được công bố. Người Trung Quốc có thể tự hào rằng J-20 là máy bay chiến đấu thế hệ 5, nhưng khả năng chiến đấu của nó tới đâu thì chưa ai có thể quả quyết. Mặt khác, giống như chiếc F-35 của Mỹ, cũng là một máy bay thế hệ 5 nhưng đã trải qua rất nhiều lần sửa chữa, vẫn chưa hoạt động ổn định. Vì vậy, việc tác giả bài viết của Sina đưa ra một chiếc máy bay với những khả năng còn trên lý thuyết và đang thử nghiệm để khẳng định là có ưu thế tuyệt đối trước một chiếc máy bay đã hoàn thiện và sẵn sàng xuất khẩu là có phần tự sướng thái quá. Bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.